Rồi, hello mọi người nha. Thì hôm nay á, mình làm một clip mình chia sẻ cho mọi người cái cách mà chọn cấu hình máy tính để chúng ta có thể livestream, hát hò hoặc thu âm nha. Thì á, máy tính thì nó có hai loại, một là laptop, hai là máy bàn. Thì mình khuyên mọi người á, nên sử dụng máy bàn nha. Vì máy bàn á, cái giá thành nó rẻ hơn và nó khỏe hơn, đó, nó bền hơn. Còn laptop á, thì đối với những ai có điều kiện á, thì chúng ta vẫn mua laptop. Nhưng mà cái giá thành của nó sẽ gấp đôi với máy bàn nha. Chứ mà chúng ta mua máy rẻ quá là ha, không được đâu. Cài phần mềm nó chạy không nổi. Thường những cái máy laptop mà đi dành cho các giáo viên văn phòng rồi á, để dạy học rồi, thì những máy đó thường hầu như chạy không nổi đâu nha. Rồi, giờ mình vô vấn đề chính nè. Thì trước tiên bây giờ là cái máy bàn đi ha. Thì khi mình mua một cái máy tính á, thì mình cần chú ý đến 3 món linh kiện sau nha. 3 món thôi, không cần quan tâm gì nữa hết. Rồi, thứ nhất là CPU nha. Đó, CPU thế hệ 4 nha, Gen 4. Rồi, cái xung nhịp của nó phải là 3.5 GHz nha. Và có bus là 1600 nha. Đó. Tại sao mình phải chọn thế hệ tư? Thì á, mình nói các bạn dễ hiểu. Khi mà chúng ta livestream OBS hoặc chúng ta ghi hình màn hình đó, thì chúng ta phải cần có một cái card đồ họa nó đủ mạnh thì mới chạy được. Những cái thế hệ trước á, cái card đồ họa tích hợp trong con CPU rồi nè, nó quá yếu đi, nó không chạy nổi nha. Thì từ thế hệ thứ tư trở lên á, thì nó đã tích hợp cái con HD 4004 rồi, HD 4006. Nó hai con nó trở lên là mình sẽ chạy được. Còn thấp hơn nữa thì chúng ta chạy nó không nổi, nó bị giật lắc nha. Cho nên mình khuyên mọi người á, là chọn cái con CPU thế hệ thứ tư trở lên là như vậy nha. Và nhớ nha, xung nhịp 3.5 GHz, bus 1006 nha. Những cái con thấp hơn là không nên chọn nha. Rồi, thứ hai là RAM ha. RAM thì phải có dung lượng là 8GB nha. Các bạn cứ nghe lời mình đi, các bạn sẽ không hối hận đâu. Và cũng bớt là 1600. Có những máy bạn nói 4GB vẫn chạy được, thì đúng rồi, 4GB chạy được đó. Nhưng mà nó chạy hầu như là nó muốn đầy RAM luôn rồi. Có những, ví dụ như chúng ta mở nhiều tab trên YouTube thì nó sẽ bị đầy, nó không chạy được nữa, nó sẽ bị lắc. Tại vì bộ nhớ RAM nó không đủ, nó chỉ vừa đủ chạy vừa nghiến thôi. Cho nên nếu mà chúng ta chạy lâu dài hoặc mở nhiều tab, làm nhiều tác vụ là sẽ không được. Đó, cho nên 8GB là chúng ta xài cho nó mượt mà nha. Rồi, cái thứ ba đó là gì? Ba đó là SSD nha, ổ cứng á. Tại sao mình phải chọn SSD? Dung lượng 120GB thôi, không cần nhiều. Tại vì cái SSD này á, thật sự nó không giúp cho máy làm mạnh hơn nha, nhưng nó làm cho máy mình nó nhanh hơn. Mạnh và nhanh nó khác nha. Ví dụ như yếu và chậm là nó khác ạ. Ví dụ như yếu là nó chạy không nổi thì gọi là yếu. Còn chạy nổi nhưng mà nó chậm, nó diễn ra cái tốc độ chậm, mình gọi là chậm. Chứ nó không phải là yếu nha. Yếu và chậm là hai cái khác nhau nha, mình phải để ý nha. Thì các bạn biết rồi, khi mà chúng ta chạy hệ điều hành Windows 10 á, 64-bit á, thì cái chuẩn mà HDD thông thường á, nó quá lỗi thời, rất là cũ. Cho nên khi chúng ta sử dụng một cái tác vụ gì đó nhanh, thì con CPU này á, nó đã xử lý rồi, RAM này cũng vậy, nó đã đủ tốc độ xử lý. Nhưng cái thằng này nếu mà chúng ta sử dụng ổ cứng thông thường á, nó load rất là chậm, nó bị lỗi full disk liền, chạy rất là lâu, nó làm cho cái máy mình á, giảm hiệu suất lại, CPU á, chậm lại, RAM nó cũng chậm lại. Mặc dù nó chạy nổi nha, chứ không phải không nổi, nhưng mà nó sẽ làm cho máy mình chậm lại. Cho nên là để chúng ta sử dụng cho mượt mà nhanh thì chúng ta nên sử dụng SSD đó, 120GB nha. Rồi, đó, chỉ 3 món này thôi. Các bạn cứ dựa vô cái thông số này, mua bất kỳ nhãn hiệu nào cũng được đó, mua cũ cũng được mà mua mới cũng được. Chứ không quan trọng là phải mua cũ mới mới hay là hãng gì, bất kể hãng nào nha. Cái này là thông số chung, áp dụng cho tất cả các hãng, và mua cũ mới gì đều được hết.
tùy theo tài chính của mọi người thôi. Đó, thì đây là máy bàn nha. Còn nếu mà laptop á, thì chúng ta để được đạt một cấu hình vậy á, thì nó cũng tương đối là mắc tiền đó. Ví dụ như những cái máy thông thường như thế này, chúng ta mà gáp mới nha, nó tầm khoảng đâu mà nó cỡ 11, 12 triệu đó. Mà nếu mà chúng ta mua cái laptop thì nó phải gần 20 triệu, 20 mấy triệu thì nó mới đạt được cấu hình như thế này. Đó, nó mới chạy nổi. Và khi mà cho dù laptop nó chạy nổi đi chăng nữa thì cái laptop cũng không thể nào mà mạnh bằng cái máy bàn được. Lý do là nó bị giới hạn bởi cái tản nhiệt. Khi mà cái tản nhiệt mà nó đáp ứng không nổi con CPU á, khi mà chúng ta làm việc nặng, nó chạy tốc độ cao thì nhiệt độ nó tăng lên rất là lẹ. Cho nên là con CPU tự động nó sẽ hạ xuống nhiệt. Cái đó là nó tự bảo vệ đó. Cái đó là cái tính năng mà nhà sản xuất người ta đã làm. Cho nên đó, đôi khi á, cùng một thông số mà các bạn không hiểu đó, tại sao mấy bạn đó cũng là cái tốc độ vậy nhưng mà nó yếu hơn. Nó yếu hơn là do nó đã bị giảm xung nhịp khi mà nó đã quá nóng. Ví dụ như cái máy bàn nha, chúng ta chạy thông thường đó, tầm khoảng 60-65 độ thôi. Nếu mà chúng ta làm nặng lên cả 70 độ đó là bình thường. Còn với cái laptop á, thông thường nó chạy nhiêu? 70 độ, 80 độ. Chúng ta làm việc nặng nó chạy lên gần 90 độ á, thì các bạn nghĩ đi, nếu mà nó nóng như thế á, nếu mà nó không tự hãm xung nhịp mà nó chạy như thế thì nó sẽ bị cháy chip liền. Đó, cái đó là tính năng bảo vệ của CPU thôi. Do đó là máy bàn á, lúc nào nó cũng mạnh hơn CPU là vậy. Ví dụ như cùng đời cũng vậy, con CPU của máy bàn á, lúc nào á, nó cũng nhiều nhân hơn so với con máy laptop hết vậy. Tại vì á, cái máy bàn nó được sử dụng cái tản nhiệt rất là lớn, cái không gian nó lớn, cho nên nó tản nhiệt rất là tốt, cho nên nó có thể làm việc nặng được, làm nhiều việc được, nó không sao. Còn cái laptop á, do là cái giới hạn, cái không gian của nó, bố trí con chip nó không thể nào lớn như máy bàn được, cho nên người ta cũng hạn chế lại, nó cũng ít chip hơn, ít nhân hơn nha. Và nó sử dụng ở một thời gian ngắn thôi, khi mà sử dụng thời gian dài á, nó quá nóng là nó sẽ dễ mau hư luôn đó. Cho nên mình khuyên các bạn á, là nếu không có di chuyển nhiều thì chúng ta nên sử dụng máy bàn nha, bền, mạnh, rẻ. Còn laptop có điều kiện vẫn mua, vẫn xài được nha, giá thành rất cao thôi, với lại nó cũng không được bền nha. Đó, thì các bạn mua thì các bạn phải nhớ những cái thông số mà mình nói nè ha. Đó, các bạn coi nãy giờ mình nói á, thì các bạn cứ chú ý mua y như thế này, đảm bảo các bạn sẽ chạy được chân chu OBS, Line, Camera gì các kiểu nha. Còn các bạn á, cứ tiết kiệm á, không mua mua thấp hơn, đầu chạy không được, cái đầu cài cái bị nổ âm, cái đầu tìm người này tìm người kia hỏi, mong là có người á, người ta sẽ giúp được các bạn. Nó là tại các bạn cố thôi, chứ mình nói không tin thì các bạn cho tốn tiền thôi. Những người nào mà từng trải qua nha thì người ta hiểu được cảm giác đó. Chứ khi á, mà làm không được, cái chúng ta cầu mong kiếm được người nào đó gọi là cầu thủ á, là giải quyết được cái vấn đề của chúng ta, do máy chúng ta quá yếu bị nổ âm mà chúng ta đi tìm người này tìm người kia hỏi, bắt đầu mong là sẽ làm được. Thì cũng có người ta làm đó, làm cuối cùng á, người ta lấy tiền rồi làm không được, rồi cuối cùng ai chịu cái hậu quả, ai nhận? Mình nhận chứ ai. Đúng không? Và đặc biệt nha, cái cấu hình á mình đưa ra như thế này á thì các bạn có thể chạy được các loại card luôn đó. Thông thường các bạn biết không, cái sao card mà Focus Ride á, màu đỏ 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 chót đó ha. Đây mình đánh một Focus Ride đây đó, cái sao đỏ chót này nè ha. Nó là một cái sao card kén máy tính nhất trong các loại sao cạc, tất cả các hãng luôn, xưa giờ mình biết luôn á. Máy tính mà chúng ta yếu là chúng ta sẽ chạy không được con này đó. Cấu hình mà mình đưa cho các bạn là các bạn chạy được con này luôn nha. Còn nếu mà những các bạn máy nào mà hơi yếu đó, các bạn nào chạy cái con đỏ đỏ này là nhiều người bị ấn tượng nó lắm nè, được quảng cáo nhiều cho nên mua nhiều, rồi về xài á nó bị nổ âm thanh, bị chấm than đỏ ở góc này nè đó. Cái đầu mới đi hỏi người này hỏi người kia, trong khi đó hỏi á
các bạn không đưa ra được cái cấu hình để người ta biết là cái máy bạn có chạy nổi hay không, mà cứ hỏi cái vấn đề là bị nổ âm, bị giật âm thanh. Giật thì tất nhiên là phải xử lý được rồi, nhưng với điều kiện là cái cấu hình máy tính của các bạn phải đủ mạnh, phải đạt tiêu chuẩn giống như mình nói đây nè. Chứ cái máy tính của bạn yếu quá thì làm sao mà giải quyết được vấn đề, không ai làm được chuyện đó, không có thần thánh nào làm được chứ. Các bạn đừng có mong, đừng có cố mà tìm một người nào đó giỏi hay làm, không có đâu các bạn. Tại vì các bạn chưa hiểu, chưa nằm trong nghề máy tính cho nên các bạn hiểu nó quá đơn giản đi. Đó thì bây giờ mình chia sẻ vậy đó, để cho mọi người á biết cái cách để mà chọn máy nha, để mà chúng ta có thể hát hò live stream hay ghi hình gì đó các kiểu, sử dụng cho nó chân chu. Nhớ nha, đừng có mua rẻ tiền quá, tiếc tiền quá. Mà nghe ông nào bán đồ đó, ông có máy yếu hơn chút xíu đó, tôi bảo đảm ông chạy được thì được đó. Nhưng mà giống như mình nói, ví dụ như các bạn chạy những cái sao kẹt thông thường đó thì có thể chạy được. Nhưng mà khi mà gặp cái con mà đỏ nãy đó, mình nói đó, nó bị nổ âm cái đầu, hậu quả là các bạn biết rồi đó. Cuối cùng sản được, phải tốn tiền, phải nâng cấp mua máy mới thôi nha. Rồi vậy nha, clip này mình làm nhanh gọn thôi. Tại vì á, mà sẵn nói luôn, thường á các bạn á hay nhắn tin hỏi mình, nhiều người lắm hỏi tư vấn này tư vấn kia, nhưng mà có đôi khi mình không trả lời hết được. Các bạn phải thông cảm, một ngày á mình không biết trả lời biết bao nhiêu tin nhắn mà nói từ các nơi luôn. Tại vì á cũng có nhiều người á hỏi tư vấn, những khách hàng của mình nhắn tin báo cho mình chỉnh sửa cái này chỉnh sửa cái kia, thì mình phải dành thời gian ưu tiên trả lời những người đó rồi. Chứ làm sao mà những cái người mà không có chỉ hỏi mình vậy thôi, thì mình khi nào mình rảnh, thật sự rảnh á, thì mình mới trả lời được. Chứ đâu phải lúc nào mà các bạn nhắn tin mình không trả lời được, các bạn như cằn nhằn, muốn buồn mình, đó mình cũng chịu thôi, chứ sao giờ, phải không? Chứ mình đâu có thể nào mình trả lời hết được. Đó, cho nên mọi người thông cảm giùm nha. Rồi, bye mọi người nha.